Chào đời Nam Bắc Triều, ở Nam Tống có một hiếu tử tên gọi Giải Thúc Kim. Ngày ngày cậu không ngại vất vả chăm sóc người mẹ bệnh nặng. Mẹ, mẹ ngồi xuống đi. Trái cây trong giỏ còn nhiều không con? Mẹ, mẹ đừng có lo lắng, con sẽ đi hái thêm một ít trái cây nữa. Trái cây đâu có dễ hái như vậy, đều tại mẹ. Mẹ à, trên núi rất nguy hiểm, sau này cứ để cho con. Không được, nói gì thì ta cũng là mẹ của con. Trời ơi. Mẹ, để con đốt chân cho mẹ nha. Tại mẹ vô dụng khiến con phải chịu khổ. Mẹ, mẹ chỉ bị bệnh thôi mà. Để hết nữa con mang thuốc đến, mẹ uống rồi sẽ nhanh chóng hết thôi mà. Được rồi, mẹ không có sao. Con cứ mau đi nghỉ đi. Vậy mẹ nằm nghỉ đi nha. Con à, con định đi đâu như vậy? Dạ, con lên núi hái trái cây. Đường đi xa lắm, con muốn ăn gì qua nhà thím lấy nè. Con cảm ơn thím, nhưng mà củ trong nhà con gần hết rồi, con phải tranh thủ lên núi đã. Vậy nhớ cẩn thận đó con. Thưa thím con đi, để mẹ con tỉnh dậy còn phải uống thuốc nữa đó. Được rồi, mau đi đi con. Cái đứa nhỏ này cũng chẳng sợ vất vả bản thân. Đại phu, thuốc nấu xong rồi, con đem cho mẹ con uống nha. Thuốc này không cần uống cũng được. Nhưng mà mẹ con đang bị đau chân, không thể đi đứng bình thường được. Mẹ con bị phong thấp, mùa đông gần đến rồi, trời lạnh, bệnh tình sẽ trở nặng thêm, bãi sẽ khó chịu. Vậy ông có thể kê thuốc khác cho mẹ con không? Bệnh này không thuốc nào chữa khỏi đâu, ta cũng phải sang nhà khác, không thể chuẩn bệnh cho mẹ con. Ông không thể cứ thế mà đi được. Mẹ con e rằng sau này khó đi đứng được bình thường. Con tốt nhất nên sớm chuẩn bị tinh thần. Mẹ ơi, đến giờ uống thuốc rồi. Mẹ uống không xa. Mẹ, phải uống thuốc mới hết bệnh. Tuy là các người không nói ra, nhưng tự mẹ cũng biết rõ bệnh tình hết thuốc chữa rồi. Mẹ, mẹ đừng có nghĩ như vậy. Thiếp nói ở làng bên có vị đại phu thần y cao minh lắm. Con sẽ đi mời ông ấy đến khám cho mẹ. Mẹ không sợ khám đâu. Con không cần đi đâu. Mẹ, mẹ mệt rồi, con muốn nghỉ ngơi. Vậy khi nào mẹ thấy khó chịu, mẹ gọi cho con. Từ đó về sau, Giải Thúc Kim vừa lo liệu việc nhà, vừa chăm sóc việc ăn uống, ngủ nghỉ của mẹ. Nhưng mẹ của cậu, mỗi ngày ăn uống không màng đến, bệnh tình ngày càng nặng thêm. Ây da, mẹ, mẹ. Mẹ, mẹ có bị sao không? Để con dìu mẹ lên giường nha. Mẹ, sao mẹ lại đứng dậy? Mẹ, những việc này cứ để con làm. Con ơi, hay là con qua nhà thím ở đi. Mẹ, con nhất định sẽ chữa lành bệnh cho mẹ. Trời tối rồi, là ai vậy? Sao lại là cháu? Đại phu, con xin ông đó, xin ông hãy đến xem bệnh cho mẹ con một lần nữa. Dù ta có đến khám bệnh cho mẹ con thì bệnh của bà ấy cũng không có khỏi đâu. Ta không muốn người khác nuôi thêm hy vọng hão quyền. Mẹ nuôi con khôn lớn, cho dù chỉ có một chút hy vọng, con cũng phải thử. Con không thể nhìn mẹ bị bệnh tật hành hạ mà là mình lại không làm được gì hết. Nếu được, con bằng lòng thấy mẹ bị bệnh. Nhìn thấy mẹ bị bệnh mà vẫn giá đồ cho con thì con... Đừng khóc nữa. Thấy con có lòng hiếu thảo như vậy, ta sẽ thử một phen.
Thuật châm cứu truyền từ đời danh y Biển Tước, và giác pháp của danh y Cát Hồng đời Tấn đều có y thuật rất cao thâm. Tốt quá rồi, vậy chúng ta dùng cách này để trị bệnh cho mẹ con đi. Nhưng mà không phải ông nói đã cứu mẹ con sao? Hòm thuốc này là do thầy ta để lại, ta cũng là lần đầu tiên sử dụng. Ờ, vậy ta sẽ dùng kim châm cứu vào các quyệt độc tỵ, âm thị và túc tam lý. Ông cầm kim định làm gì? Mẹ, mẹ đừng có sợ, đây gọi là thuật châm cứu. Mẹ nhìn nè. Nè, mẹ thấy không? Không có đau. Mẹ, sao ông lại chăm chích đứa con của tôi? Tôi mẹ, là do con nhờ đại phu đó. Con muốn thử cách điều trị cho mẹ. Đại phu, tôi thành thật xin lỗi, xin ông hãy giúp chữa trị cho tôi. Xin ông đó. Sẽ không sao chứ? Đừng làm ta phân tâm. Mẹ, mẹ có cảm giác gì không? Không thể có kết quả nhanh đến vậy đâu. Ta sẽ ở lại, con mau đi sắc thuốc đi. Dạ. Mẹ, mẹ có thấy đỡ hơn chút nào không? Mẹ thấy gần đây chân mẹ không còn cứng nữa. Gần đây tiết trời ẩm ướt, khí lạnh không tốt cho bệnh tình của bà đâu. Mẹ, mẹ yên tâm đi, những thảo dược và túi thuốc này là do đại phu đặc biệt chuẩn bị dành riêng cho mẹ, để con chườm nóng cho mẹ nha. Ta còn phải đi xem những bệnh nhân khác, ta đi trước đây. Con cảm ơn ông. Con ơi, con cũng nghỉ ngơi đi. Mẹ, con không có mệt, để con xoa bóp chân cho mẹ. Ông trời ơi, con xin ông hãy cho mẹ con mau khỏi bệnh. Xin ông trời, đứa con này rất hiếu thảo, tối nào cũng vì mẹ chườm nóng xoa chân, xin ông hãy giúp cho cậu bé. Đại phu, ông làm vậy, nhìn thấy con ngày nào cũng khổ sở như vậy, lòng ta thật không nỡ. Ta tin ông trời sẽ không để cho mẹ con phải chịu khổ. Con cảm ơn ông. Ta tiện đường ghé qua đưa cho con ít thuốc. Không còn sớm nữa, con mau nghỉ đi. Mẹ, con tin mẹ nhất định sẽ khỏi bệnh. Mẹ, mẹ, mẹ ơi. Ông trời, xin hãy nói cho con biết con phải làm sao đây. Con nhất định phải cứu được mẹ của con. Phương Nam có Đinh Công Đặng có thể chữa khỏi bệnh này. Đinh Công Đặng? Con ơi, con ơi. Mẹ, mẹ, bệnh của mẹ có cách cứu rồi. Ta hành y đã nhiều năm rồi, nhưng chưa hề nghe qua vị thuốc Đinh Công Đặng. Không thể nào, con nghe rất rõ mà. Con nghe ai nói? Sau khi con quỳ cầu xin thì nghe có tiếng nói từ trên cao vọng xuống. Thật không? Dạ. Nói rằng phía Nam có Đinh Công Đặng có thể trị bệnh phong thấp. Ta nói này có thể do con quá mệt mỏi nên sanh ảo giác nghe lầm chăng? Để ta lấy cho con ít thuốc an thần. Không được, con nhất định phải tìm được loại thuốc đó. Con à, mẹ đã đỡ nhiều rồi, con không cần phải đi. Mẹ, con nhất định sẽ tìm được loại thuốc đó. Con sẽ đi Phương Nam tìm thuốc chữa bệnh cho mẹ. Đại phu, ông hãy khuyên cậu ấy đi. Tiểu huynh đệ,
Có thật là cậu đã hạ quyết tâm đi tìm phương thuốc cứu mẹ của cậu? Con đã nói rồi, chỉ cần có một tia hy vọng, con cũng phải thử cho được. Hy vọng, con phải biết, một mình lưu lạc bên ngoài cũng như lạc lối giữa biển cả mênh mông mờ mịt, con đi đâu mà tìm chứ? Ngay cả đại phu cũng chưa nghe qua vị thuốc đó thì con làm sao có thể tìm? Con tin trời cao sẽ không nhẫn tâm cái chết mà không cứu. Thưa tiếm, mẹ con xin nhờ cậy người chăm sóc. Trời ơi, nếu con không nói ta cũng sẽ chăm sóc tốt cho mẹ con, nhưng mà ai sẽ lo lắng cho con? Mẹ, thiếm, đại phu, con đi đây. Chỗ này là một số thảo dược cần dùng, con cứ mang theo phòng hợp, sẽ rất ít trong thời tiết này đó con. Con cảm ơn. Từ đó, giải thúc kia một đường tiến về phía Nam, không kể chuyện cả nguy hiểm để tìm phương thuốc cho mẹ. Xin hỏi, ở đây có bán đinh công đằng không ạ? Đinh công đằng? Chưa hề nghe qua, nhưng ở chỗ tôi có rất nhiều loại thuốc quý hiếm. Nè, tiểu huynh đệ. Nào nào, quý hương thân phụ lão, mau đến xem, mau đến xem, cường thân kiện cốt đây. Chú ơi, chú có đinh công đằng không ạ? Ai bệnh? Thần dược của ta ăn vào hết bệnh liền. Cứ thế, giải thuốc kiên đi khắp nơi hỏi thăm thuốc đinh công đằng, nhưng một chút tin tức cũng không có. Rất nhanh, một mùa thu nữa lại về. Đừng sợ, để ta giúp cho. Được rồi. Ngươi không thể nhảy nhanh như vậy được, phải dưỡng thương cho lành lặn. Không đâu rồi, trời sắp mưa rồi. Chúng ta chỉ có thể trú tạm ở đây thôi. Trời như vậy, chân của mẹ sẽ đau nhức lắm. Thỏ con à, đừng có ở trong núi, đừng tìm gì vậy. Ta đến đây để tìm thuốc cho mẹ, mẹ ta bị phong thấp, chỉ có đinh công đằng mới chữa khỏi thôi. Thỏ con ơi, mày đâu rồi? Coi chừng vết thương đó. Ông ơi, ông có thấy một con thỏ chạy qua đây không? Ông ơi, ông đang chặt cái gì vậy? Đây là đinh công đằng có thể trị bệnh phong thấp. Ông ơi, mẹ con bị bệnh phong thấp, giờ chẳng đi đứng được bình thường nữa. Xin ông hãy cho con xin ít đinh công đằng để trị bệnh cho mẹ con đi. Con cảm ơn ông. Phải rồi, đinh công đằng. Quả nhiên là ở đây, hình dáng giống hệt. Ông trời, con cảm ơn ông đã giúp đỡ. Đinh công đằng, ta cần ngươi giúp chữa bệnh cho mẹ ta. Phần ân tình này, ta nhất định sẽ báo đáp. Mừng
Trong mơ, ông lão có nói đinh công đằng phải ngâm với rượu, nhưng phải làm cách nào? Ông trời ơi, con phải về nhà chữa bệnh cho mẹ. Xin ông hãy chỉ dẫn đường cho con xin ông đó. Không xong rồi, nếu như trời mưa xuống, con sẽ mắc kẹt trên núi. Lạnh quá. Chú ơi, chú cho con hỏi, ở đây có hang động nào có thể trú mưa được không chú? Đi theo ta, nhà ta. Ngồi đi. Mẹ, ăn rồi sẽ khỏe lại. Nè, đừng có ăn lung tung. Mẹ ta bị bệnh, cháu có biết chút y thuật để cháu xem bệnh cho mẹ chú. Bệnh của mẹ chú là phong hàn, uống xong ba thuốc này sẽ khỏi ngay thôi. Mẹ, coi chừng nóng. Làm như thế sẽ không còn nóng nữa. Cái này có thể chống lạnh. Đây không phải là đinh công đằng sao? Chú có biết cách sử dụng cái này để kháng lạnh không? Để ta chỉ cho cháu. Trước tiên cắt khúc ra. Cảm ơn chú đã cho con ở lại một đêm. Còn chỉ con cách ngâm rượu thuốc đinh công đằng nữa. Vẫn còn dư một ít. Trên đường đi mang theo chống lạnh. Con là người tốt, mẹ con sẽ ổn thôi. Dạ, đã có đinh công đằng, con tin mẹ nhất định sẽ bình phục. Mẹ đang ở nhà đợi con, con phải mau trở về. Tạm biệt. Tạm biệt. Mẹ, mẹ thấy sao rồi? Mẹ thấy đỡ hơn nhiều. Chỉ uống có 5 ngày thuốc mà có hiệu quả lớn đến như vậy. Xem ra đinh công đằng này đúng là một thần dược trị bệnh. Con à, khiến con phải chịu khổ. Mẹ, chỉ cần có thể chữa hết bệnh cho mẹ, chuyện gì con cũng không ngại. Sớm biết như thế, ta đã đi cùng con một chuyến, cũng có thể hái thêm ít thuốc đem về. Đại phu, cái này con biếu cho ông. Đinh công đằng, tốt, ta lập tức về nghiên cứu dược tính của nó để điều chế thuốc. Tiểu huynh đệ, ta thay mặt cho những người bệnh, cảm ơn cậu. Ông đừng có khách sáo, con nghĩ ông trời chỉ dẫn cho con đi tìm đinh công đằng. Thật ra cũng chỉ giúp cho những người khác không phải đau đớn vì bệnh phong thấp nữa. Nói như vậy, ông trời quả thật có lòng giúp đỡ cho người lương thiện. Xie Xu Qian 耐心地照顾生病的母亲，那份坚持不懈的孝心孝行，最后终于得到苍天的庇佑，寻到难得的治病良方。可见，为人子女孝顺父母，不应只在一时，而应如儿子所言，大孝终身奉父。
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.